Mấy bạn đã ngủ chưa? Bây giờ là 12 giờ đêm rồi đó và mình đang quay. Cũng là do hôm nay mình đi đám cưới thằng bạn thân về và quyết định ngồi xuống đây liền ngay và lập tức để mà quay cái chủ đề này trả nợ cho mấy bạn, cũng như là thực hiện cái lời hứa làm cái video những mùi hương hoa nhài mà bạn nên thử. Do mình ngâm cái chủ đề này hơi bị lâu, nhưng cũng bởi vì vậy mà mình tìm được khá là nhiều mùi hương hoa nhài ưng ý để mà recommend cho mấy bạn. Cũng giống như mọi khi thì cái video này mình sẽ sắp xếp theo thứ tự mình thích ít nhất cho đến khi mình thích nhiều nhất. Nên nếu mà có những cái mùi hương hoa nhài nào đó bạn rất là thích nhưng mà vô tình nó lại ở vị trí đầu tiên thì cũng là do gu mình đó mấy bạn. Nên mấy bạn hãy để ý khi mà mình nhắc về những nốt hương nha, thì để cho mấy bạn dễ dàng tìm thấy những cái mùi hương nào đó thích hợp với cái tính cách và thích hợp theo cái gu và cái nốt hương mà bạn đang tìm kiếm, khi mà những cái nốt hương đó kết hợp với mùi hương hoa nhài. Và bây giờ thì mình bắt đầu thôi. Mùi hương đầu tiên mình muốn đề cập đến đó là mùi Olen của nhà Diptyque. Olen là một trong những chai nước hoa có mùi hương hoa nhài thật nhất mà mình từng được thử qua nha. Nó thật và nó gần với tự nhiên ở ngoài luôn á. Khi vừa mới xịt á là mình ngửi thấy quá nhiều hoa nhài rồi, và nó làm cho mình liên tưởng tới hình ảnh mà người ta kết những cái đóa hoa nhài thành một cái vòng hoa lớn á, và để mà trưng hay là đeo vào cổ vậy đó. Tuy nhiên thì cái mùi mà mình không thích nhất ở trong cái chai này là cái mùi hăng xanh kết hợp với mùi hoa nhài. Nó cực kỳ hăng xanh, tuy nó mát nhưng mà nó lại không thanh nha. Trên da mình thì nó không có được thơm. Nếu mà mình ngửi xa xa hoặc là trên giấy á, thì nó đỡ hăng và nó rất là đẹp và dịu dàng. Khi mà mình kê sát mũi vào ngửi như thế này á, thì nó làm cho mình liên tưởng tới những cái mùi mà chất làm sạch hay là tẩy rửa hay là thậm chí là mùi lông não luôn. Nó hăng đến như vậy luôn á. Nên đây là mùi hương mình khuyên á, là mấy bạn nên thử trước khi mua nha, đừng có blind buy. Và một cái điều mà mình để ý á, là bạn đừng nên layer. Tại vì khi mà mình layer càng nhiều lớp á, thì cái mùi hăng xanh này nó càng chiếm cái tông chủ đạo và nó làm cho mùi hương rất là gắt. Bạn chỉ nên đợi khi mà nó dry down hay là nó phải dịu đi hẳn á, thì bạn mới reapply, chứ đừng có xịt nhiều lớp, nó làm cho bạn nhức đầu đó. Càng về sau khi mà mùi hương nó dịu hẳn xuống tầm hơn 20 phút á, thì cái mùi lông não á nó cũng đỡ hơn nhiều, nhưng mà cái mùi này nó vẫn khá là xanh nha. Trên da của mình thì em này nó cũng tỏa khá là tốt nha. Mặc dù là nồng độ Eau de Toilette và của nhà Diptyque á, nhưng mà em này nó tỏa thậm chí còn tốt hơn cái chai Tam Đảo nữa cơ. Nó tỏa hương hơn nửa cánh tay một chút, không phải dạng skin scent đâu. Nó tỏa cũng khá là ok. Và trên da của mình thì nó lưu tầm 5 tiếng. Mùi hương này thì mình thấy thích hợp dùng cho hàng ngày nè, thậm chí là mùa hè luôn cũng khá là mát. Nếu mà bạn thích cái nốt hương xanh và kết hợp với mùi hương tự nhiên của hoa nhài á, thì có thể cái chai này sẽ hợp với bạn. Tiếp theo mình muốn đề cập đến là chai Ala Nuit của nhà Serge Lutton. Mình nhắc tới cái mùi hương này thứ hai không phải là mình không thích nó bằng những cái mùi hương ở dưới, mà tại vì nó có chung những cái âm hưởng và cái nốt hương giống với lại cái chai Olen mình mới vừa đề cập hồi nãy. Không có bị hăng xanh và the quá, nó vẫn giữ đúng cái vibe là mùi hoa nhài tự nhiên và cái âm hưởng giống như là một cái vòng hoa nhài được kết lại rất là đẹp. Nhưng mà cái mùi này nó lại mềm, nó ngọt hơn và nó cho mình cái cảm giác khá là mượt, dễ chịu và nó mềm mại hơn. Và nó có một chút ngọt hơn nữa, có thể là ngọt đến từ mật ong. Và cái phiên bản mình cầm trên tay là bản cũ của nhà Serge Lutton nha. Bây giờ thì họ không có còn release cái mẫu cũ này nữa, nên cái quan điểm của mình chỉ dựa trên cái chai 50ml bản cũ thôi. Mình thấy ở Việt Nam thì ít có người đề cập hay là nhắc tới cái chai Ala Nuit này lắm. Nhưng cá nhân thì mình thấy cái mùi hương hoa nhài này khá là hay và rất là đáng thử đối với những cái nốt hương tự nhiên nha. Chứ càng về sau khi mà mình đề cập á, thì có mùi hương hoa nhài nó không có được tự nhiên như hai cái chai đầu tiên nữa. Thì cái mùi này á, là mình thấy thích hợp dùng quanh năm, và đặc biệt là có thể dùng cho mùa thu và những cái dịp sang trọng nữa. Bởi vì mùi hương này mình thấy nó cũng khá là bén nhọn, khá là sang nha. Khi mà dùng em này nó cho mình cái cảm giác khá là đầm thắm, dịu dàng, giống như là bạn bước đi vào một khu vườn hoa nhài vào mùa thu vậy đó. Nó không có quá thanh hay là sáng, mà cũng không có quá trầm hay là tối. Nó ở cái mức vừa đủ và trung tính. Trên da mình thì em này lưu hương tuyệt vời, trên 7 tiếng.
Tiếp theo mình sẽ đề cập tới chai Jasmine Ed Cigarette của nhà Eldo. Thật mừng là mình đã có thể trải nghiệm và recommend cái mùi hương này đến cho mấy bạn. Bởi vì đây là mùi hương mà nó cứng nhất, nó mạnh mẽ nhất và là nó unisex nhất và thiên nam. Thậm chí nam dùng đẹp hơn là nữ dùng luôn nha. Thì đây sẽ là mùi hương mình recommend cho những bạn nam nào mà thích cái nốt hương thuốc lá kết hợp với mùi hoa nhài. Theo cái cảm nhận của mình đó là bạn chỉ ngửi được cái tổ hợp hương của mùi hoa trắng kết hợp với những cái nốt hương khác thôi, đặc biệt là mùi thuốc lá và mùi cỏ khô nha. Tuy nhiên cái mùi thuốc lá này thì nó là cái mùi thuốc lá chưa được đốt lên. Nó rất là thật nha. Nó kiểu xanh xanh nè, nó khô và nó hơi chua nhẹ nữa. Nó còn hơi đắng đắng nữa. Nhưng mà nó rất là gần với cái mùi thuốc lá chưa được đốt ở bên ngoài nha. Rất là thật luôn. Thậm chí mùi thuốc lá này nó còn chiếm tông chủ đạo hơn cái mùi hoa nhài nữa cơ. Cái âm hưởng của chai này rất là đặc biệt. Khi mà vừa mới ngửi á, thì cái mùi hương hoa nhài này nó khá là nhân tạo và nó lạ lùng. Cũng đúng như cái vibe của nhà Eldo vậy đó. Không có cái chai nào mà mình có thể thích ngay từ phút giây đầu tiên khi ngửi. Để mà cảm em này thì mình thấy dành khá là nhiều thời gian. Nhưng một khi mà đã cảm rồi á thì khá là ghiền và cảm thấy cái mùi hương này rất là hay. Cũng giống như là cái chai Divine Enfant vậy đó. Đây là hai cái mùi hương mà mình rất là thích. Thậm chí là thích nhất của nhà Eldo luôn. Cái mùi hương này nó khá là khô và nó trầm, nó hơi tối một chút. Nên cái khoảng thời gian mà mình thấy đẹp nhất và thích hợp nhất dùng em này là vào mùa thu nha. Thu không đến nỗi là đông đâu nhưng mà mùa thu. Và cái mùi hương này á, nó làm cho mình nhớ đến hai cái kỷ niệm và mình muốn chia sẻ với mấy bạn. Là đây là cái mùi hương mà mình ngửi khi mà mình bước qua một cái nhóm bạn. Đã có một khoảng thời gian mình có một nhóm bạn người Thổ Nhĩ Kỳ mà chuyên dùng thuốc lá luôn và chuyên hút thuốc lá luôn á. Và những cái người bạn ấy là nói họ đã hút thuốc lá từ những cái năm mà họ còn là teenager rồi. Và đến tận năm 21, 22 tuổi á, khi mà mình bước qua người họ thì mình ngửi được cái mùi hơi ngọt nhẹ nè, mùi thuốc lá đọng ở trên da và hơi chút hương hoa ở trên người họ nữa. Cái cảm giác nó rất là lạ lùng nhưng mà nó rất là quyến rũ nha. Và cái khung cảnh thứ hai á, mình muốn đề cập đến á, là cái cảm giác giống như một người đàn ông từng trải nha. Và khi họ tận hưởng buổi chiều của họ bên một ly rượu kiểu giống như là rượu rum nha, Rums on the Rocks á. Và họ nhâm nhi cái ly rượu đó ở phía sau khu vườn vào mùa thu. Khi mà tiết trời nó se lạnh một chút và nó kiểu không còn hoa hay là kiểu hoa tàn hết rồi á. Cái cảm giác nó khá là chill và nó kiểu như nó lắng động như vậy á. Kiểu giống như là dùng cái mùi này nó cho mình rất là nhiều cảm xúc á. Và đặc biệt trong cái tổ hợp hương thì không có mùi rượu nhưng mà cái cảm giác mình ngửi cũng khá là say say và lâng lâng nha. Mùi hương nó cũng khá là đậm và độc lạ nhưng mà nó tỏa cũng vừa dưới một cánh tay. Và trên da mình thì em này lưu rất là tốt tầm trên 7 tiếng nha. Thì đây là mùi hương mình sẽ recommend cho các bạn nam nào thích cái mùi hương thuốc lá kết hợp với hương hoa, đặc biệt là hoa nhài. Và cái độ tuổi khuyên dùng mình thấy tầm 27, 28 tuổi trở lên thì mới có thể cảm được nha. Lưu ý không blind buy mà nên thử trước khi mua nha. Mùi hương tiếp theo mình muốn đề cập là Jasmine Noir của nhà Bulgari. Mình thấy cái chai này nó đẹp và nó là có mùi Jasmine thì mình mới tìm hiểu. Mình mua gần đây thôi chứ mình thấy ít có người đề cập hay là recommend cái chai này lắm. Đây cũng là mùi hương mà mình thấy hơi khó tìm ở trên thị trường nên mình không chắc là nó có bị dis như những cái chai khác của nhà Bulgari không nha. Nên mấy bạn lưu ý cái mùi hương hoa nhài này mình xếp sau Jasmine Ed Cigarette bởi vì nó cũng có cái mùi hoa nhài hơi nhân tạo và nó làm cho mình thấy nó hơi na ná giống với cái chai Jasmine Ed Cigarette. Nhưng mà đây là cái mùi hương mà nó dễ tiếp cận và nó dễ dùng hơn dành cho nữ. Mùi hoa nhài này á, nó cũng tối trầm và đậm y chang cái vẻ bề ngoài của nó vậy đó. Có một cái điểm trừ là mùi hoa nhài này nó không có thật cho lắm nha. Và nó hơi cái kiểu synthetic. Nhưng mà nó lại tạo cho bạn cái cảm giác rất là sexy, quyền bí và hơi cá tính một chút khi mà dùng. Khi vừa xịt lên á, thì bạn có thể cảm nhận được cái mùi hương hoa trắng nè, kết hợp với cái mùi ngọt đậm và hơi dinh dính của mùi cam thảo nè, và mùi béo bùi của hạnh nhân, rồi những cái nốt hương gourmand nữa. Nhưng cái mùi ngọt này nó cũng không có đậm và gắt lắm đâu. Nó chỉ
tô điểm thêm cho cái mùi hương này nó theo cái hơi hướng tối và sexy hơn thôi. Nên cái khoảng thời gian thích hợp nhất dùng em này là vào buổi tối nè, khi mà trời mát và thu đông. Càng về sau thì trên da mình nó thêm cái nốt hương gỗ nữa. Có cảm giác cái mùi hương này dành cho những cái cô bạn mà thích cái nốt hương hoa mà đi theo cái hơi hướng cá tính và hơi mạnh mẽ một xíu, kiểu hơi quyền lực nữa. Trên da của mình thì em này nó lưu hương khá tốt nha, tầm 6 đến 7 tiếng. Mùi hương tiếp theo mình muốn đề cập đến sẽ là cái tổ hợp hương hoa nhài kết hợp với mùi gourmand, đặc biệt là mùi vani. Sẽ là một cái gợi ý dành cho những cô nàng thích cái tổ hợp hương white floral and gourmand nha. Cũng giống như là Jasmine Noir là có cái tông floral and gourmand, nhưng cái em Dior Etique Eau de Parfum này á, nó cho mình một cái cú twist, một cái phong cách sexy quyến rũ và nó hiện đại hơn hẳn. Có thể là do cái chai Jasmine Noir nó được sản xuất vào năm 2008 nên cái âm hưởng mà nó cho mình cái kiểu nó hơi bị phấn và old fashion một chút, còn em này thì nó lại mang cái hơi hướng mà ngọt ngào, sắc cạnh và kiểu quyền bí sexy. Mới vừa xịt thì em này nó cũng khá là thanh nha, nó hơi citrus một chút nhưng mà nó không có quá kiểu giống như mùi chanh hay mùi cam bergamot đâu, mà cái mùi citrus này nó đến từ cái mùi hoa cam và mùi hương lá của quýt thì phải. Mới đầu lúc là nó nhẹ nhàng thanh nhưng càng về sau á thì cái mùi hương nó trở nên ngọt dần hơn, ngọt đậm hơn. Và đây là mùi hương hoa nhài ngọt nhất trong cái chủ đề này nha, ngọt hơn cái chai Alien luôn, nên mấy bạn lưu ý. Và sẽ là gợi ý dành cho những cô nàng yêu thích cái nốt hương ngọt kết hợp với mùi hoa nhài. Cũng bởi vì cái âm hưởng ngọt ngào, sexy nên em này thích hợp dùng cho những cái bữa tiệc tùng nè, bữa hẹn hò và đặc biệt là thời tiết mát mẻ của thu đông nha. Chai này nó cũng khá là hay, là lưu hương cực kỳ tốt trên da mình trên 8 tiếng lận và là một cái mùi hương ít bị đụng hàng, highly recommend của nhà Dior. Ở vị trí thứ 3 thì mình muốn đề cập đến chai Alien của nhà Mugler. Mình cũng thực sự là đắn đo bởi vì trong cái list mà top 3 á thì thật sự không biết cái chai nào mình thích hơn cái chai nào, và mỗi chai nó đều có một cái nét hay riêng. Nên trong cái list 3 cái chai cuối thì nếu bạn thích hoa nhài rồi thì bạn nên thử qua nha. Mình cũng từng review cái chai Alien này trong nước hoa của nhà Mugler dành cho nữ rồi. Thì đây là cái mùi hương mà mình thấy tuy cái giá thành và cái thương hiệu đã đến từ designer nhưng chất lượng bên trong là niche nha. Một cái mùi hương mà hoa nhài tuy không được tự nhiên cho lắm nhưng mà nó rất là quyến rũ, rất là sexy, sắc cạnh và dành cho những cô nàng nào yêu thích cái phong cách mà kiểu gái hư nè, đặc biệt thích dùng mùi hương white floral mà để đi quẩy, đi chơi, đi hẹn hò, đi bar club á, thì nhất định nên thử qua Alien của Mugler. Khi ngửi á thì bạn chỉ cảm nhận được là cái mùi hương hoa trắng nè kết hợp với mùi mềm mềm của gỗ và mùi phấn từ hổ phách thôi, rất là đơn giản thôi. Nhưng cái tổ hợp hương này á, khi mà càng dùng á, nó càng làm cho bạn bị rù quến, kiểu càng làm cho bạn bị cuốn vào nó không thể dứt ra được. Da mình thì tuyệt vời, em này lưu hương trên 8 tiếng. Tuy nhiên trên tay mình là phiên bản được sản xuất vào năm 2017 nên có thể nó sẽ khác với cái phiên bản mà được sản xuất vào những năm 2019 trở lên. Mình có nghe ông Tremmy Fragrance đề cập nên các bạn lưu ý nếu mà những cái phiên bản sau này nó không được ngọt đậm thì có thể là do nó bị reform rồi nha. Và vị trí thứ hai mình mém cho nó lên đầu tiên luôn. Nhưng mà thực sự thì mình ít có dùng cái chai này bằng cái chai ở vị trí đầu tiên nên em ý mới là vị trí thứ hai thôi. Chứ thật sự thì mình thấy đây là mùi hương hoa nhài có cái độ blend mùi đẹp nhất, mùi hương hoa nhài thật và ngon nhất và được đầu tư chỉnh chu nhất mà mình từng được thử qua luôn. Mình biết em này là nhờ chị Dung Vita Perfume. Sau khi mà chị ấy biết mình thích cái nốt hương hoa nhài á, chị ấy recommend cho mình cái chai này. Khi mới xịt thì mình cũng không có cảm nhiều lắm đâu, cho đến khi dùng càng nhiều và khi dùng đúng dịp rồi thì em này nó phê thật sự mấy bạn. Cái mùi hương này nó được chăm chút, là chỉnh chu và tinh tế lắm luôn. Nhưng do cái diễn đạt của mình nó cũng không có được hay á, và mình cũng không có được giỏi văn cho lắm nên mình chỉ mô tả theo cái trải nghiệm của mình thôi nha. Mùi hương này thì nó dày, nó đậm và nó khá là phức tạp nha. Khi xịt lên thì bạn có thể ngửi rõ được cái mùi hương nó khá là cay. Cái mùi cay này nó đến từ những cái nốt hương gia vị như là gừng nè,
quế nè, rồi cardamom, bạch đậu khấu. Nhưng sau đó thì mùi hương hoa nhài nó cũng dễ dàng hiện lên. Mùi hương hoa nhài này nó rất là thật luôn và nó rất là đậm, cũng có kết hợp với những cái nốt hương hoa khác nữa như là hoa cam hay là hoa ylang ylang, nhưng mà chủ đạo, chủ điểm và mình ngửi rõ nhất vẫn là mùi hoa nhài thôi. Và mình có cảm nhận được cái nốt hương hoa khác nhưng mà không có qua nổi cái mùi hương hoa nhài này. Có nhiều bạn thì có cảm nhận thêm mùi hoa cam nè, hay thậm chí là mùi hoa huệ nữa cơ. Nhưng hên sao là mũi mình và cảm nhận của mình là không có dính cái mùi hoa huệ trong đây, nên nó cũng không có bị già quá. Thì càng về sau thì mùi hương này nó càng trở nên đậm và ngọt hơn và kiểu gỗ và trầm hơn ý. Cái âm hưởng này nó rất là quyền lực luôn, nó rất là tối sexy và kiểu như có tiền có quyền ý. Kiểu như xịt một cái là bạn biết mùi hương này là nó mắc tiền liền. Ngay cả những cái chị trong công ty của mình, họ không dùng nước hoa nhiều. Những cái gì mà họ ngửi thường là Chanel, Dior, YSL. Và khi ngửi cái mùi này, họ cảm thấy có sự khác biệt liền. Họ cảm thấy cái mùi hương này nó dày, nó nồng nàn và nó quyến rũ làm sao ấy. Đó là tất cả những gì họ nói với mình. Hoa nhài thì cũng có this và that. Đã có hoa nhài đen thì cũng có hoa nhài đỏ. Đã có hoa nhài Jasmine Noir thì cũng có Jasmine Rouge. Thì đương nhiên là không có hoa nhài đỏ hay hoa nhài đen rồi. Nhưng cái vibe, cái cảm giác khi mà bạn dùng cái em này á, nó rất là quyền lực, nó rất là sexy và nó kiểu rất là rù quến á. Nên cái âm hưởng và cái màu sắc nhà Tom Ford chọn cho cái chai này là màu đỏ đô quyền lực nha. Theo mình thấy cái độ tuổi thích hợp á, để mà cảm được á, phải tầm trên 28 trở lên. Và cái mùa mà dùng được á, là mùa thu đông và khi thời tiết mát mẻ và buổi tối, trong những cái dịp đặc biệt thôi. Chứ dùng hàng ngày thì cái mùi hương này nó hơi bị nặng đô một chút. Nếu bạn đọc nốt hương bạn thấy có mùi leather là mùi da thuộc, bạn nghĩ cái mùi hương này nó sẽ kiểu animalic hay là nó gắt mũi, nó khó chịu. Nhưng theo mình thì mình lại không bị cái cảm giác đó. Với cái mùi dày đậm như thế này thì bạn dùng tầm 3 xịt là ổn rồi. Và lưu trên da mình cực kỳ tốt, trên 7-8 tiếng lận. Nếu mà bạn hỏi mình em này có điểm trừ hay điểm chê nào đó không, thì mình nghĩ là nó khá là mắc. Bởi vì nó cũng giống như là tobacco vanilla gì đó, nó nằm trong cái dòng private blend nên cái giá thành của nó khá là cao. Tuy nhiên đối với bản thân mình á, mình sẵn sàng để bỏ tiền mua cái chiếc, hay là thậm chí bây giờ mình đã mua full size như thế này rồi, thì mình thấy nó khá là xứng đáng với giá tiền. Cũng giống như là chai Baccarat Rouge 540 gì đó, nó cũng chia ra là hai luồng phân cực. Mình nằm trong cái nhóm người mà rất là thích em Jasmine Rouge này nha. Nếu mà bạn đã thích cái mùi hương hoa nhài rồi và kiếm cái mùi hương nào nó đẳng cấp, nó niche và đặc biệt là nó có độ blend mùi tốt, thì chắc chắn bạn nên thử qua Jasmine Rouge nha. Và cuối cùng là mùi hương hoa nhài mình yêu thích nhất, đó chính là Jasmine Marzipan của Maison Lancôme, một cái dòng mà mắc tiền của nhà Lancôme á, giống như là dòng exclusive của nhà Dior nè, hay là dòng private blend của Tom Ford, thì nhà Lancôme cũng có một cái dòng mà thuộc dạng mắc tiền. Mình cũng rất là thích những mùi hương trong dòng Maison Lancôme nên mình sẽ làm một cái chủ đề review những cái mùi hương nước hoa mà mình được thử qua của nhà này. Jasmine Marzipan vẫn là mùi hương mình thích nhất của dòng Maison Lancôme luôn. Tuy chất lượng của mùi hương Jasmine Marzipan á, nó không có được đầu tư chỉnh chu tinh tế như cái chai Jasmine Rouge mình đã review, nhưng đây là cái mùi hương mà mình thấy dành cho cái tính cách của mình nhất. Và đây là mùi hương mà mình có thể tự tin khoe cá tính. Mình không có phải áp lực mặc quá đẹp để mà có thể dùng Jasmine Rouge. Mình không có phải đắn đo là nó quá ngọt, nó quá gắt mũi như là Dior Addict hay là Jasmine Noir, hay là quá sắc cạnh mà chỉ được dùng cho buổi tối như là cái chai Alien. Đây là mùi hương mà mình cảm thấy mình rất là tự tin khi dùng bất kỳ dịp gì, bất kỳ hoàn cảnh hay là thời tiết nào luôn. Tại sao mùi hương này lại là my gu? Bởi vì nó có tất cả những cái mùi hương mình yêu thích trong nước hoa, là nó ngọt ngào nè, béo đến từ mùi vani, mùi nutty bùi bùi của hạnh nhân và mùi gỗ mịn màng mềm mại của gỗ đàn hương và gỗ cashmere nha. Và nó hơi hướng sạch sẽ sáng của mùi xạ hương nữa, vừa đủ mà bạn có thể dùng cho buổi sáng luôn. Tuy là mùi hương hoa nhài chủ đạo nhưng mà nó là tổ hợp hương của floral and gourmand nha, nó không có lấn át những cái nốt hương còn lại, nên Jasmine Marzipan á là mùi hương mà mình yêu thích ngay từ phút giây đầu tiên khi mà ngửi luôn. Mình đã dùng
gần hết cái chai 50 lít này rồi. Và mình rất là sợ dùng hết, tại vì mình sợ mình không tìm thấy được cái mùi hương này nữa trên thị trường á. Bởi vì nó rất là khó tìm, và cho dù có tìm được thì cái giá thành nó đội lên cao lắm. Em này là phải nói không có điểm chơi luôn, lưu hương cực kỳ tốt trên da mình, từ 7 đến 8 tiếng, tỏa vừa vặn nè, đủ độ CI trong một cánh tay, bạn đi ngang qua là người khác sẽ ngửi thấy. Bạn nào mà có cái gu giống mình à, thích những cái nốt hương mà mình đề cập thì hãy thử qua Jasmine Marzipan nha. Yay, vậy là xong. Mình hy vọng là nó không có quá dài sau khi mình edit, bởi vì mình cảm giác mình nói rất là nhiều ý. Nếu mà bạn có một cái gợi ý nốt hương hoa nhài hay mà mình chưa có review qua trong cái chủ đề này á, thì hãy chia sẻ cảm nhận ở dưới phần bình luận cho mình biết với nha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video lần này, và hẹn cả nhà ở chủ đề lần sau.